Vâng, và như tất cả mọi người đang xem đây thì đây là những hình ảnh mới nhất về thầy Như Ngộ Anan thì đang đi trong Bình Dương, đang trong Phú Giáo Bình Dương mọi người nhé. Thì tất cả mọi người cũng đã biết rằng là thầy Như Ngộ thì từ hôm mà ở trên chân đèo Lò Xo ấy thì bọn em cũng đã gọi là gặp một lần, sau cùng là sau đó thì thầy Như Ngộ Anan đã đi về Đắk Lắk. Đó, và chiều ngày hôm qua thì đã từ Đắk Lắk để đi vô trong Đồng Nai và từ Đồng Nai để ngược lên Phú Giáo Bình Dương. Như tất cả mọi người đang xem ấy thì đây là những hình ảnh mới nhất mà do người dân họ quay lại được. Là hiện tại thì thầy Như Ngộ thì vẫn đang ở trong Bình Dương. Thì rất nhiều quý vị khán giả cô chú ấy cũng có thắc mắc là tại sao thầy Như Ngộ lại ở trong Bình Dương mà lại không phải là ở nơi mà thầy Như Ngộ sinh ra. Thì cũng có thể cho mọi người biết rằng là bây giờ thì thầy rất ở đâu thì cũng tập trung rất là đông người. Đó, như mọi người thấy không, ở đây ấy thì người dân họ cũng có thể là họ cũng không ngờ tới là thầy Minh Tuệ đi trong đây. Như Ngộ đi trong đây. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy rằng là những cái người mà hầu như là đi cùng với thầy Minh Tuệ á là được người dân quan tâm rất nhiều. Đặc biệt nhất là thầy Anna này cũng là đi cùng với thầy Minh Tuệ từ rất lâu rồi. Đó, nên là ngày hôm nay thì mọi người chứng kiến được là thầy thì Anna Như Ngộ thì đi trong Bình Dương, nên là được người dân là rất là quan tâm. Cũng nhiều cô chú anh chị cũng có nói với em rằng là vô trong Bình Dương ấy để quay thầy Như Ngộ cho mọi người xem. Đó, thì bây giờ thì thầy Như Ngộ thì đi cùng với một thầy mới nữa. Đó, thầy này thì cũng mới thôi, đi mới đi học cùng với giống là như là sư Minh Đức ấy. Nó cũng không có đi cùng với thầy Anan đâu. Nhưng mà hôm nay thì như tất cả mọi người thấy rằng là vào chiều tối ngày hôm qua ấy, thì cũng có được người dân ấy họ có góp tiền rô để thuê một chiếc taxi cho các thầy là di chuyển từ Đắk Lắk rô đến trong Đồng Nai. Và sáng ngày hôm nay thì lại tiếp tục di chuyển từ Đồng Nai lên Phú Giáo Bình Dương rồi. Thì như tất cả mọi người theo dõi thì ở đây thì có hai sư mới mà người dân đi theo rất là đông. Đó, có một sư mới với một sư Như Ngộ Anan. Đó, còn các thầy khác như là thầy Minh Trí, Trơn Trí hay là Minh Thành thì nghe đâu là cũng ra cái hướng ngoài Bắc, các mọi người cũng không biết ở đâu. Đó, còn lại thì bây giờ thì em cũng vẫn đang tiếp tục di chuyển trên con đường đi dâu trong Bình Dương để có thể là cập nhật cho mọi người cái tin tức mới nhất, bởi vì là em đang đi nhưng em mới cập nhật tình hình nha. Là sư Anan bây giờ đang tiếp tục đi bộ theo quốc lộ. Đó, thì không biết là sẽ nghỉ ở đâu, nhưng mà người dân thì họ cũng hiếu kỳ rất là nhiều. Hai bên đường là gọi là kín hết người dân luôn đó mọi người. Đó, thì bây giờ khi mà mọi người xem được video này thì đây cũng là một cái tình hình gọi là mới nhất về tình trạng của sư Như Ngộ. Còn các sư khác thì bây giờ cũng không có thông tin gì, nó không ai biết ở đâu. Thì bọn em cũng làm sao đó để cố gắng để cập nhật cho mọi người những cái diễn biến mới nhất. Và cái mong muốn cuối cùng của mọi người thì cũng mong rằng là các thầy thì sẽ được ẩn tu cùng với thầy Minh Tuệ. Hiện nay thì thầy Minh Tuệ ở đâu thì mọi người cũng không biết. Đó, mọi người thấy không, là trên cái con đường đi này vừa cũng có các chú dân phòng để bảo vệ này. Đó, người dân thì đi theo rất là đông, xin chụp hình, quay phim, rồi đi xin đi cùng, có thể cúng dường cho thầy là uống nước trên dọc đường nữa. Đó, mọi người thấy không, là ở đây thì khi mà vào Bình Dương thì chắc chắn nó sẽ khác so với các tỉnh thành ở ngoài miền Trung, bởi vì Bình Dương thứ nhất là công ty nhiều, người dân cũng đông. Đó, đây mọi người thấy là đây là một hình ảnh cũng quay được cận cảnh là sư Như Ngộ thì cũng đang đi bên kia đường thì được người dân người ta quay lại ấy, mọi người. Đó, sư Như Ngộ Anan thì cũng được mọi người quan tâm, bởi vì hay còn gọi là sư đẹp trai. À, hay còn gọi là sư đẹp trai, rồi là sư Như Ngộ thì đấy là cái tên pháp danh gọi là Như Ngộ. Đó, còn cái tên Anan ấy thì mọi người gọi là giống Anan. Đó, nên là mọi người cũng có nói ra với em rằng là bây giờ thì các thầy di chuyển vô Bình Dương rồi thì chắc là phải đi gấp vô Bình Dương, thì bây giờ bọn em cũng đang lên đường đó mọi người. Đó, để cho mọi người mà ai mà muốn theo dõi các sư thì có thể thấy được thông qua hình ảnh. Đó là các thầy bây giờ vẫn đang tiếp tục đi bộ hành ở trong Bình Dương, Phú Giáo Bình Dương á mọi người. Những ai mà gọi là ở trong đó thì mọi người đừng có đến gọi là để gọi là cản trở giao thông hay là đến để xem làm gì nha mọi người. Em cũng khuyên mọi người là nếu mọi người có thấy thì xem qua mạng được rồi. Vì mọi người đến đông quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình giao thông. Nó sẽ không tốt, rồi là làm cho thầy Như Ngộ cũng không có di chuyển được các mọi người. Đó, đây là những hình ảnh mà có thể nói mọi người là mới nhất ngày hôm nay, khi mà thầy Như Ngộ Anan đang bước đi trên đường quốc lộ thì cũng có rất nhiều người dân đi phía sau. Thì mọi người có hỏi là ủa thế bây giờ thầy Như Ngộ đi ở trong Bình Dương thì các thầy khác đang ở đâu? Đó, thì cái điều đấy thì chắc chắn là ai cũng quan tâm hết đó mọi người. Và mọi người cũng biết rằng là như có thầy như là thầy Minh Trí, thầy Trơn Trí, rồi là thầy Minh Thành hay là thầy Minh Dược. Đó, những người đó là hay đi cùng với thầy Minh Tuệ rất lâu rồi. Còn các sư khác mới như là các sư đi cùng với sư Minh Đức ấy thì cũng gọi là đi trước một chuyến xe 7 chỗ, và mọi người cũng lo lắng là không biết có về đến Gia Lai hay không.
Nhưng mà đến ngày hôm nay thì mọi người biết đấy, là cái sư mới ấy, thì lại được đi cùng với sư Anan. Vậy thì những cái sư còn lại ấy, thì có thể là sẽ ở một cái địa chỉ nào khác, đúng không mọi người? Có thể là sẽ ở nơi nào khác. Bởi vì là chúng ta cũng đã biết rằng là có thể là bây giờ thì thầy Anan đi bộ trong Bình Dương này thì 2-3 ngày nữa sẽ chuyển hướng, đúng không? Chúng ta không thể nào biết được. Nhưng mà cũng đây cũng là một cái cập nhật mới nhất để cho mọi người nắm được cái tình hình rằng là sư Anan đi Bình Dương này thì có thể là theo hướng miền Tây. Đó, mọi người thử nghĩ coi, nếu như bây giờ ở trong Bình Dương thì làm gì có đường nào khác cả, đúng không? Có thể là ở Bình Dương xong tiếp tục là di chuyển theo hướng về miền Tây, hay là sẽ ẩn tu trên một cái núi nào đó trên Tây Ninh chẳng hạn. Đó, mọi người cũng nói bảo là có ngọn núi nào đó rất là cao ở khu vực miền Tây, ở Tây Ninh hay là ở cái núi nào đó, thì cũng có thể đây là một cái lý do mà thầy Như Ngộ đã đến ở miền đất là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nên là mọi người thấy không? Thầy Như Ngộ thì vẫn khoác cái y cũng giống như trước đây thôi, không khác gì cả. Còn có nhiều sư mới học ấy thì đã mặc đồ thường, và không thì có mặc đồ lam nữa. Còn sư Như Ngộ thì vẫn mặc cái bộ đồ y như vậy, cũng không có khác gì cả. Em này cũng làm sao đó để mà thường xuyên được cập nhật cái tình hình của các sư, thông tin cho mọi người nắm được là các sư giờ đang ở đâu. Còn sư Minh Trí, Dân Trí nghe đâu ở Gia Tút ngoài Bắc các mọi người, không biết ở đâu. Đó, còn em, bọn em thì bây giờ cũng đang tiếp tục di chuyển vô Bình Dương để có thể là cho mọi người những cái thông tin và hình ảnh mới nhất. Sư Anan Như Ngộ thì được mọi người quan tâm mà đặt cho một cái tên là gọi là sư đẹp trai, rồi là sư Anan. Đó, thì cái tên đó mọi người cũng đã rất là quen thuộc rồi. Sáng nay thì em cũng đến chỗ nhà thầy Minh Tuệ và đến để đó để có thể là để quay cho mọi người xem ấy, ở vườn sầu riêng và những cái nơi mà thầy đã ẩn tu nhưng mà không có gặp thầy Minh Tuệ đâu. Đó, nên là cũng có rất rất nhiều người á thì hiện nay cũng đang gọi là trông đợi, không biết là các thầy bây giờ có về được ẩn tu cùng với thầy Minh Tuệ hay không. Rồi là cách đây vài hôm ấy thì mọi người thấy rằng là các sư như là Minh Trí, Chân Trí hay là sư Như Ngộ thì phải tăng tốc đi trong đêm để có thể là nhanh nhất đến gặp thầy Minh Tuệ, thì bởi vì nghe nói là thầy Minh Tuệ còn 10 ngày nữa thì sẽ tiếp tục di chuyển ấy, không có ở một chỗ quá lâu. Đó, thì đến ngày hôm nay thì mọi người đã biết rằng là thầy Minh Tuệ thì bây giờ ẩn tu ở đâu chúng ta cũng không biết, đúng không? Kể cả bây giờ là các thầy như là Minh Trí, Chân Trí ở đâu chúng ta cũng không biết, và chỉ có biết thông tin của người dân cập nhật chia sẻ lên ấy là thầy Như Ngộ thì đang ở trong Bình Dương. Đó, và người dân ở đấy thì rất là đông. Mọi người biết rồi, khi mà có một sư nào đó đi cùng với thầy Minh Tuệ mà xuất hiện ở đâu ấy, thì mọi người đều rất là đông. Mọi người đều mong muốn rằng là hữu duyên có thể là đảnh lễ hay là để cúng dường cho thầy một chai nước. Đó, thì đấy là cái duyên mà mọi người có muốn gặp thầy. Còn thầy Minh Tuệ thì bây giờ đang ẩn tu rồi, không có biết ở đâu cả mọi người ạ. Bây giờ bọn em cũng đang gọi là gấp rút để đi vô trong Bình Dương để xem là bây giờ thầy Như Ngộ đang ở đâu. Đó, thì mọi người cũng có thể xem được những hình ảnh mới nhất ấy, thì em cũng sẽ liên tục để cập nhật cũng để cho mọi người nắm được những cái thông tin và diễn biến mới. Ngày hôm nay á, thì chúng ta chưa có thông tin gì về sư Minh Trí cả mọi người ạ. Bởi vì hôm qua thì nghe rằng là sư Minh Trí với sư Chân Trí, sư Như Ngộ với một sư mới á, thì đứng ở bên xã Đắk Lắk, nhưng mà không biết vì cái lý do gì đó thì đã chia thành hai tốp, một tốp thì đi ra Bắc, một tốp đi vào Nam. Đó, nghe đâu là thầy Chân Trí với thầy Minh Trí đi ra ngoài Bắc, còn Như Ngộ với một sư mới thì đi vào Nam, thì không biết cái lý do gì. Bởi vì căn cước công dân thì nghe đâu là bên sư Như Ngộ là có rồi. Còn những Chân Trí chưa? Đó, Chân Trí chưa có, nó chắc là về làm căn cước công dân đó mọi người. Đó, bởi vì chưa căn cước công dân thì không có thể nào đi bộ hành được. Nhưng các thầy về là căn cước công dân thì cũng đúng thôi. Để cho mọi người hiểu được là tình hình hiện tại cũng gọi là làm căn cước công dân là đúng. Đi đâu cũng cần phải có căn cước công dân. Mình sống trong nhà nước thì mình phải tôn trọng pháp luật, đúng không? Kể cả thầy Minh Tuệ còn làm căn cước công dân cơ mà. Thì những người khác thì không thể nào không có được. Đó, đi đến đâu được họ còn làm tạm trú tạm vắng để khai để có nghĩa là làm tạm trú với mọi người. Đó, nên là quý vị khán giả cũng có hiểu nhá. Mọi người có ai có thông tin gì đó thì có thể là cứ gửi cho em hay qua Zalo mà em để trên màn hình ấy. Đó, hay là comment dưới video này để em tiếp tục là cập nhật cái thông tin mới nhất. Các sư đi ở đâu, dừng ở đâu để cho mọi người sẽ nắm được và để theo dõi được cái tình trạng của các sư đó mọi người. Em cũng mong muốn rằng là mọi người khi gặp thầy á thì cũng đừng có chen lấn xô đẩy hay là vì cái lý do nào đó mà đến quá đông. Đó, mọi người cứ thấy rằng là cách đây mấy hôm ấy, các thầy di chuyển ở đường Con Tum mọi người thấy không? Đến giờ là mọi người tự biết đi để các thầy nghỉ, ăn uống thoải mái rồi là nghỉ ngơi không ai làm phiền. Như vậy thì các thầy mới tu được chứ. Chứ còn bây giờ mà cứ ngồi ở trong nhà mát rồi làm sao mà tu, đúng không? Đó, nên là quý vị khán giả có những cái thông tin gì không thì có thể góp ý nhá. Em cũng sẽ làm sao đó để mà cập nhật liên tục những cái thông tin mới ngày hôm nay á. Có quý vị khán giả cũng có gọi cho em và nói rằng là thầy Như Ngộ bước đi nhanh lắm, nói chung là đi nhanh hơn bình thường rất nhiều, giống như kiểu là sư Như Ngộ là sợ cái điều gì đó mọi người, bước đi rất nhanh thoăn thoắt, bước đi nhanh hơn tất cả mọi ngày luôn.
thì có thể là thầy Như Ngộ cũng sợ rằng là người dân họ hiếu kỳ đến đông có thể làm ảnh hưởng an ninh trật tự nên thầy đi nhanh các mọi người đó, nên là khi là có thông tin mới nhất thì em sẽ cập nhật ngay mọi người nhé.